Xin chào mọi người, đây là đàn môn pháp nhà mình mới được xuất bán nhá. Các bé này thì cũng được gần 2 tháng tuổi rồi. Mình đã tẩy giun và tiêm vaccine đầy đủ rồi nhá. Như ở đây này, các bạn thấy này, môn pháp thì sẽ có bạn lên tay rồi và các bạn chơi lên tai nhá. Nhưng mà kiểu gì sau này thì các bạn ấy cũng sẽ lên thôi. Nhưng bạn nào mà tai dày hơn ý, thì các bạn ấy sẽ lên muộn hơn một chút nhá. Mình đều bảo hành lên tai hết ý. Thì ở đây có một bạn màu phấn này, có bạn màu nâu đỏ, có bạn màu bò sữa này. Rất là nghịch ngợm luôn nhá. Đây là bạn màu nâu đỏ này. Đấy, bạn này đây mình phải nhắc bạn ấy vào, không bạn ấy leo ra bên ngoài thôi. Nhìn rất là đáng yêu luôn. Môn pháp ấy thì đặc điểm của các bạn ấy là ăn rất là tốt và dễ chăm dễ nuôi, xong rồi thì khi mà trưởng thành ấy thì các bạn ấy cũng rất là tròn trịa ấy. Đặc điểm của cái giống này ấy thì là tai dựng và chân rất là ngắn nhá. Ngực nở nữa. Khi mà môn pháp thuần chủng ấy thì mọi người sẽ thấy là cái trán của bạn ấy rất là to, mõm ngắn, mũi tẹt này, yêu chưa? Hai bạn này màu phấn này, siêu nghịch luôn. Mình thường buổi sáng mình thường bỏ các bạn ấy ra phơi nắng ấy, để các bạn ấy có thể được tổng hợp canxi nhé, để phát triển khung xương ạ. Ngoài cái chế độ ăn đầy đủ rau rồi chất đạm cơm ấy thì các bạn ấy cũng cần được phải phơi nắng nữa. Nhìn mặt siêu yêu luôn. Mọi người nên cho các bạn ấy tắm nắng vào buổi sáng sớm và chiều mát nhé, đặc biệt là mùa hè, bởi vì là khi mà nắng buổi trưa thì có thể nó sẽ quá nóng với các bạn ấy. Đây là bạn màu nâu đỏ này, yêu lắm, nghịch như thế mà nhấc lên rất là ngoan luôn. Màu này nó nhìn như là màu bò ấy, mình chỉ có một bé màu như này thôi. Nhìn rất là ngầu. Còn mấy ba bạn này thì màu rất là đáng yêu. Đây, mình bạn màu xám này, xám trắng. Mõm siêu ngắn luôn, trán to, trán râu. Nói tiếp một chút về cách vận động cho chó Bun nhé, thì mọi người có thể thả các bạn ấy ra vào lúc sáng sớm với chiều mát ấy, bởi vì là khi cũng như là mùa hè ấy, bởi vì là nếu mà vào buổi trưa nó rất là nắng nóng. Còn bình thường nhà mình cứ nuôi ở nhà bình thường thôi, cũng không cần phải điều hòa rồi quá là chế độ chăm sóc đâu, bởi vì các bạn ấy cũng dễ thôi, không cần, bởi vì lông Bun pháp nó rất là ngắn, không phải là cái dòng chó lông hai lớp như chó Phốc hay là chó Alaska, nên là cũng không cần là quá phải chăm sóc trong cái vấn đề khí hậu đâu. Nghĩa là mọi người đừng cho các bạn ấy vận động vào cái lúc nắng nóng là được. Bây giờ thì thời tiết nó cũng khá là dễ chịu rồi, thì mọi người có thể cho các bé ra tắm nắng lúc nào có nắng trong ngày ấy, thì mình đều có thể cho các bé ra tắm nắng được nhé. Bên cạnh đây là ba bạn chó săn thỏ này, với cả một đàn Bun pháp bò sữa như mình nữa.